Chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái túi đeo cũng như là cái túi xách hình con gà như thế này, rất là dễ thương và tiện dụng nè các bạn. Các bạn có thể là luộc những cái quả trứng á, trứng gà hoặc là trứng cút gì đó để chúng ta có thể là mang đi làm hoặc là cho bé đi học ha. Còn bên đây thì các bạn có thể là đeo thời trang nè các bạn, rất là tiện ích luôn. Còn không thôi các bạn có thể là làm cái túi này thành cái túi tỏi hoặc là túi đựng tiền ít ít á cho các bé nhỏ đeo, rất là dễ thương luôn ha. Ở đây thì nó có rút lại như thế này nè, rất là xinh xắn và cũng rất là dễ móc luôn á các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái bé gà này nha. Các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do và phối màu mà các bạn yêu thích nha. Ở đây các bạn có thể là tham khảo màu mình phối, những cái màu xanh này nè, hoặc là cái màu này thì mình sẽ ghi ở dưới cái phần mô tả ha, để các bạn có thích thì các bạn sẽ móc. Mình sẽ móc len miêu cô tông cuộn 125g á. Cái thứ hai mà mình sẽ làm sẽ là màu ở phần dưới nè, phần áo nè, sẽ là màu số 5 nha. Còn cái phần màu trắng thì mình sẽ làm màu trắng tinh, màu số 3. Và cần một ít màu cam như thế này. Màu cam thì các bạn sẽ sử dụng màu số 52. Còn màu đỏ thì các bạn sẽ sử dụng màu số 10 nha. Và tùy theo cái size mà các bạn móc mà các bạn sẽ sử dụng kim móc nè. Các bạn có thể sử dụng kim là 2.5mm hoặc là 2mm hoặc là 3mm tùy nha. Nếu mà muốn túi nó lớn hơn thì có thể là 3-4mm đều được. Chuẩn bị thêm cho mình hai cái hạt mắt. Mắt này thì mình sử dụng 8mm. Rồi cái keo nến để mà mình gắn mấy cái hạt mắt với mũi với lại nơ này nè vô nha. Rồi kéo cắt len và kim khâu len. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần len và tạo một cái vòng tròn. Đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên hai mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 12 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Các bạn sẽ kéo cho cái vòng tròn này khít lại. Và chúng ta sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Kết thúc hàng móc thứ nhất. Các bạn móc lên 2 mũi móc xích. Kéo lại một lần nữa. Bây giờ mỗi chân móc các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép vào cùng một chân. Chân đầu tiên 2 mũi móc kép. Chân móc thứ hai 2 mũi móc kép. Làm lần lượt hết tất cả là 12 chân móc này nha. Đã móc đến cuối hàng móc thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Móc lên một mũi móc xích trước đi các bạn. Rồi ở đây các bạn có thể là giấu cái phần len này đi. Và chúng ta sẽ tiến hành cắt len luôn nha. Để một lát nữa cái lên phía trên cái khó giấu á các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích để móc hàng móc thứ 3. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc kép. Chân thứ hai một mũi móc kép. Chân móc thứ ba 2 mũi móc kép cùng một chân. Bây giờ các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn ha. 1 1 2 một mũi móc kép, một mũi móc kép và 2 mũi móc kép. Và các bạn sẽ móc cái cụm như thế này đến cuối hàng. Kết thúc hàng móc thứ ba, các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên và kết hàng. Lên hàng móc thứ tư,
với hai mũi móc xích. Ở hàng móc này thì các bạn sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc kép đơn. Chân đầu tiên một mũi, chân thứ hai một mũi, lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép đến cuối hàng. Mình đã móc xong hàng móc thứ tư, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này, kết thúc hàng. Lên hàng móc thứ năm, các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh ở phía bên trong này để chúng ta móc nha các bạn, chừa lại nửa cái nhánh bên ngoài để mình sẽ làm cái phần màu trắng. Và bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 8 mũi móc đơn ở 8 chân móc. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó các bạn sẽ móc lên 16 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Các bạn lại đếm cho mình 1 2 3 4 5 6 7 8. Đâm kim vào cái chân móc thứ 9 bên đây. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Cũng đâm kim vào nửa cái nhánh luôn nha. Rồi bây giờ các bạn lại móc cho mình thêm 7 mũi móc đơn ở 7 chân móc kế tiếp nữa. 2. Tính luôn chân này nữa là 8 nè các bạn. 3 4 5 6 7 8. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục móc 16 mũi móc xích. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Lại đếm ở dưới này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Như thế thì các bạn sẽ trượt mũi vô chỗ này luôn. Chứ chúng ta không móc ở đây luôn ha. Chúng ta sẽ trượt mũi vô ở phía bên cạnh này. Đó. Rồi, để một lát nữa cái chúng ta sẽ móc luôn à. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi. Rồi chúng ta sẽ cắt len luôn nha. Kéo cái này lại. Các bạn sẽ lấy kim khâu len ra để chúng ta giấu cái phần len thừa này đi luôn. Rồi các bạn sẽ cắt len. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim. Đây, chân móc đầu tiên của chúng ta. Kết nối len màu trắng vào. Móc lên 2 mũi móc xích. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc đầu tiên này, một mũi móc kép. Chân thứ 2, một mũi móc kép. Chân thứ 3, một mũi móc kép. Tức là nửa cái nhánh bên ngoài còn lại á các bạn, thì các bạn sẽ móc cho mình ha. Rồi các bạn móc đến cuối hàng luôn nha. Đây các bạn cắt cái cọng len thừa này đi. Chúng ta chỉ móc vào cái nhánh bên ngoài thôi. Đó. Rồi các bạn móc đến cuối hàng luôn. Như vậy là mình đã móc xong 32 mũi móc kép màu trắng rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết hàng. Các bạn sẽ móc lên thêm cho mình 1, 2, 3, 4 4 hàng mũi móc kép màu trắng này nữa nha. Các bạn sẽ móc giống như cái hàng mà mình vừa móc nè. Cứ mỗi chân móc thì chúng ta sẽ móc 1 mũi móc kép. Rồi mình sẽ gặp lại khi các bạn hoàn thành hết hàng móc kép màu trắng thứ 5 nha.
Mình đã móc đủ 5 hàng màu trắng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cắt len nha. Sau đó các bạn sẽ lấy kim khâu len và chúng ta xỏ phần len qua cái chân đầu tiên luôn. Rồi chúng ta sẽ đưa nó xuống ở phía dưới ha. Rồi chúng ta giấu. Giấu ở phía dưới nha các bạn. Ở phía trên thì một lát nữa chúng ta sẽ luồn cái phần dây. Nếu mà các bạn làm cái mẫu này nè, để giấu ở trên á, cái mình sẽ nhiều khi nó nè, mấy cái lỗ ở trên nè, mình lỡ mà mình đưa qua đây cái hồi nó lòi len ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc hai cánh tay trước nha, móc màu trắng luôn nè. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Và chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 3 4 5 6. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Ở hàng móc thứ hai các bạn móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Chân thứ hai tương tự. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc hai mũi móc đơn nha. Tới cuối hàng luôn. Cuối hàng các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng. Móc hàng móc thứ ba với một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn. Chân thứ hai, một mũi móc đơn. Chân thứ ba tương tự và làm lần lượt hết tất cả những chân móc này, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Kết thúc hàng móc thứ ba, các bạn móc lên hàng móc thứ tư với một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn. Chân thứ hai móc một mũi móc đơn. Chụm chân móc thứ ba và chân móc thứ tư lại thành một chân móc. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ ba, đồng thời đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ tư. Các bạn kéo len qua và kéo len qua hết hai vòng này luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ thực hiện cái cụm này đến cuối hàng nè. Một đơn, một đơn, một chụm. Một đơn, một đơn, một chụm. Rồi còn một cái cụm cuối các bạn móc luôn nha. Móc đến cuối hàng các bạn cũng sẽ trượt mũi và kết hàng. Móc lên hàng móc thứ 5 với một mũi móc xích. Bây giờ mỗi chân móc các bạn sẽ móc mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng. Kết thúc hàng móc thứ 5 các bạn cũng sẽ trượt mũi. Móc hàng móc thứ 6 các bạn móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện 4 mũi chụm trước ha. Các bạn sẽ đâm kim chân móc đầu tiên và chân móc thứ hai, thực hiện mũi chụm đầu tiên. Rồi chụm chân thứ hai, chụm chân thứ ba và chân thứ tư. Rồi các bạn thực hiện thêm hai mũi chụm nữa nha. Các bạn còn chân móc nè, chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đó một mũi móc đơn. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi kết hàng luôn nha. Rồi bây giờ còn cái hàng cuối cùng. Hàng cuối cùng thì các bạn cứ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn là được nha. Chúng ta còn 5 chân móc á. 1 2 3 4 Rồi chân móc cuối cùng, chân móc thứ 5. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi và kết hàng. Các bạn làm thêm cho mình một cái tay nữa, cắt len nha. Rồi các bạn sẽ xỏ len qua. Chúng ta sẽ đâm kim nè, nối qua đây luôn. Rồi đâm kim thẳng bên đây qua đây. Rồi xong, nối xong rồi đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa này xuống đây và cắt len. Lát nữa chúng ta dùng keo nến chúng ta dán vô luôn ha.
Rồi, làm thêm cho mình một cái y hệt như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái len màu cam ra để chúng ta làm cái phần mũi với lại cái phần chân nha. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn. Đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào vòng tròn, móc 6 mũi móc đơn. 3 4 5 6. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó khích lại. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Ở hàng móc thứ hai thì lên một mũi xích, mỗi chân móc các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Và bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Rồi các bạn sẽ lận nó lại nha, lận mặt phải lại á. Rồi các bạn sẽ cắt len. Rồi chúng ta sẽ kéo cho nó khít lại. Rồi đâm kim. Mình lấy cái này nè, đâm kim và kéo cái cọng len này xuống. Rồi các bạn sẽ thắt nó lại. Rồi còn nhiêu á, các bạn sẽ cắt bỏ nó đi. Rồi như vậy là không hồi nữa, chúng ta sẽ dán vô ha. Sau đó các bạn móc cho mình, chừa ra một cái đoạn len như thế này nha. Chúng ta sẽ móc lên 9 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và bây giờ các bạn sẽ đếm nè. 1, 2, 3, 4. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc xích thứ tư. Các bạn sẽ trượt mũi. Tiếp tục lên 1, 2, 3, 4. Trượt mũi vào cái chân móc đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ nè, từ đây các bạn sẽ bỏ qua bên đây. Rồi chúng ta sẽ quay qua đây ha. Trượt mũi vào cái chân móc này để cố định lại cái phần này nè. Các bạn lại móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Và chúng ta lại trượt mũi vào cái chân móc đó. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích đi. Rồi chúng ta cắt len nha, nghịch nó lại. Rồi các bạn sẽ làm một cái chân gà nữa cho mình nha. Rồi chúng ta sẽ giấu len nè. Rồi cắt len. Rồi làm một cái chân y gan như thế này nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần màu gà trước nha các bạn. Bây giờ ở đây là cái mặt kết hàng của mình nè, mình để ra sau. Mình chọn cái mặt ở phía trước này nó trơn tru hơn thì để mình làm cái phần trang trí nha. Bây giờ như vậy là các bạn có thể thấy là cái điểm này là điểm chính giữa của mình. Như vậy là mình sẽ dời cái điểm chính giữa này. Mình sẽ không móc vào cái điểm chính giữa ha. Mình sẽ móc vào cái chân móc kế bên cái điểm chính giữa. Mình sẽ móc cái màu bên đây trước. Rồi các bạn sẽ kéo cái len qua, móc lên 2 mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái chân móc này 3 mũi như sau. Mũi đầu tiên sẽ là mũi móc kép. Mũi thứ hai, mũi kép đôi. Các bạn quấn 2 vòng len lên kim, đâm kim vào cái chân móc đó, kéo len qua 2 vòng, 2 vòng và 2 vòng. Tiếp tục các bạn lại móc một mũi móc kép vào chân móc đó. Như vậy là một cái màu như vậy chúng ta sẽ có là một kép đơn, một kép đôi và một kép đơn. Sau khi làm xong các bạn móc lên 2 mũi móc xích và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đó luôn. Lại móc lên
2 mũi móc xích và móc vào cái chân móc bên cạnh, chân móc ở giữa đó các bạn, một mũi móc kép, một mũi kép đôi, nhớ nẹp cái phần len thừa luôn nha các bạn, và một mũi móc kép đơn, lại lên 2 xích, trượt mũi vào cái chân móc đó nữa, chúng ta lại móc lên 2 xích, móc một cụm y hệt như vậy ở cái chân móc kế tiếp. Rồi móc lên 2 mũi móc xích, chúng ta sẽ trượt mũi và cắt len. Rồi các bạn gút nó lại. Đâm kim từ phía dưới luôn ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu len ha. Cái cọng này là mình rồi cắt cái cọng ngắn này đi. Cái cọng dài này các bạn sẽ đưa nó vô trong đây. Rồi chúng ta sẽ cắt nó luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần nơ ha. Cái vòng tròn, đưa kim móc vào, kéo móc lên 2 mũi móc xích, đâm kim vào vòng tròn này, các bạn móc 3 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích, trượt mũi vào vòng tròn này, lại móc lên 2 mũi móc xích, móc 3 mũi móc kép vào đây. 1 2 3. Rồi các bạn lại móc lên 2 mũi móc xích và chúng ta đưa như vậy nè, kéo khít nó lại. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi nha. Rồi móc lên 1 mũi móc xích, chúng ta sẽ cắt len. Rồi bây giờ các bạn sẽ gút cái này cho nó chặt lại nè. Rồi các bạn sẽ quấn cho mình. 1 2. Xong rồi các bạn sẽ cột nó lại. Xong rồi chúng ta sẽ cột thêm lần nữa. Rồi các bạn sẽ cắt len. Bây giờ các bạn sẽ dán cho mình cái nơ trước nha. Rồi chúng ta sẽ bắn keo cái nơ trước. Xong rồi cái tới cái lỗ mũi. Chúng ta bắn keo cái lỗ mũi. Dán lên đây. Dán lên chính giữa cái phần nơ á các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dán 2 con mắt luôn nha. Các bạn bắn keo ở phía trên đây. Cái này đây, dưới này đây. Rồi chúng ta dán vô. Bên kia chúng ta cũng làm tương tự.
Ôi trời ơi, nó lỡ dính lên trên cái lỗ mũi rồi. Cắt nó đi các bạn, cắt cái phần keo á. Nó dính lên cái lỗ mũi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần hai cái tai này. Cái này mặt trái nè, các bạn bắn keo ở phần mặt trái nha. Rồi chúng ta sẽ dán vô đây. Rồi, xong một bên. Bên đây chúng ta cũng làm tương tự. Này mặt trái nè, bắn bên đây. Rồi xinh xẻo rồi đó các bạn. Giờ tới hai cái chân. Các bạn sẽ bắn sẽ làm bên đây với bên đây ha. Đó, cho nó gõ. Rồi các bạn sẽ kéo cái cọng này qua. Rồi bên đây tương tự luôn. Kéo nó lên. Rồi bây giờ các bạn sẽ xoắn nó lại như thế này đi. Kéo này nó xích xuống ha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái điểm nào cho nó chắc chắn ở chỗ này á. Thì thôi nó lồi cái cọng len màu vàng này nè. Rồi cắt. Rồi chúng ta sẽ bắn keo đi. Rồi cho nó dính vô trong đó đi các bạn. Rồi chúng ta cắt ha. Bên đây làm tương tự nè. Rồi các bạn bắn keo ở chỗ này đi. Rồi cắt len. Rồi bây giờ coi hai cái chân nó, coi nó đều chưa các bạn. Đều rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tới cái phần dây quai nè. Đối với cái mẫu túi này thì các bạn sẽ móc cho mình một cái cọng len dài khoảng 70 cm trở lên nha, tùy theo cái độ tuổi của bé hoặc là tùy theo cái chiều cao của các bạn á. Nhưng mà các bạn đeo thì các bạn sẽ làm dài dài một xíu nha. Xong rồi cái chúng ta sẽ chừa ra hai cái cọng len đầu và cọng len cuối. Các bạn sẽ lấy cái kim khâu len á để mà chúng ta sẽ luồn nè. Cứ hai mũi móc kép thì chúng ta sẽ luồn. Rồi tới đây nếu mà không đủ nè thì các bạn sẽ luồn qua một thôi. Rồi bên đây là chúng ta sẽ dễ dàng rút hơn nè. Đó, rút lại như vậy thì nó nhìn giống quả trứng nè các bạn. Rồi, vậy ha. Rồi khi khi đựng tiền thì các bạn rút vô đi đi. Hoặc là đựng tỏi hoặc là đựng cái gì đó, AirPods hay là tai nghe này kia đó thì các bạn sẽ giữ nó lại. Rồi, rút lại nhiều cũng được luôn nha. Tại vì chúng ta đã làm tới cái bước này rồi. Còn cái túi này á thì các bạn sẽ làm, thích làm cái dạng quay sách thì chúng ta sẽ làm ha. Đây bên đây chúng ta sẽ làm một cái này. Rồi chúng ta sẽ
chờ lại đoạn len ha. Rồi bây giờ móc lên một đoạn dây móc xích bằng với chiều dài mà chúng ta cảm thấy là chúng ta sắp vừa rồi á. Mình móc được 40 mũi móc xích nè các bạn. Rồi các bạn sẽ đâm kim qua thẳng bên phía bên này luôn ha. Rồi để chúng ta sẽ trượt mũi và kết hàng nè. Rồi móc lên một mũi móc xích rồi chúng ta sẽ cắt len. Rồi bên đây các bạn cũng sẽ làm tương tự ha. Chúng ta sẽ chọn cái điểm bên đây rồi chúng ta sẽ làm thôi. Mình đã làm xong hai bên rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ giấu cái phần len thừa này đi ha. Rồi các bạn sẽ xỏ len và chúng ta đưa nó vô phía trong nè, tạo cho mình một cái nút thắt. Rồi các bạn sẽ đưa xuống phía dưới này để chúng ta luồn. Ở tại cái miệng túi này các bạn có nút bóp á. Nút bóp của cái phần áo dài áo bà ba rồi các bạn. Thì các bạn sẽ may ở chính giữa này nha. Bữa nay tạm thời mình hết rồi cho nên là mình cứ để như vậy luôn nè. Hoặc là các bạn có thể là làm một cái dây móc xích nè. Cái mình sẽ đưa một cái nút ở đây rồi mình gài nút ở phía sau cũng được ha. Bây giờ mình thử để một cái quả trứng vô đây. Khi mà các bạn bỏ vô cái quả trứng luộc á thì chúng ta có thể là mang theo đi làm hoặc là cho bé đi học á các bạn, cũng rất là tiện ích mà lại dễ thương nữa. Và bên đây thì có thể là làm túi tỏi hoặc là túi đeo thời trang cho bé cũng như là cho giới trẻ luôn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi con gà đựng trứng, đựng tỏi hoặc là đựng tiền, một số đồ lặt vặt nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu túi này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.